Điểm trung bình của từng môn thi dao động từ 5,32 đến 8,07 điểm, trong đó giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất, ngoại ngữ có điểm trung bình thấp nhất. Năm nay, tỉnh Hưng Yên không có môn thi nào lọt top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước. Toàn tỉnh có 119 bài thi đạt điểm 10 ở các môn địa lý, lịch sử, giáo dục công dân, vật lý, sinh học và hóa học, cao gấp 2,5 lần so với năm trước. Em Tạ Thị Thảo Nguyên, trường Trung học phổ thông Kim Động là thí sinh duy nhất đạt 2 điểm 10. Em Nguyễn Mạnh Hùng, trường Trung học phổ thông Trưng Vương là thủ khoa khối A cả nước. Dựa trên kết quả điểm thi, sáng ngày 18 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo đã họp xét tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông toàn tỉnh đạt 99,13%.